Câu chuyện cuối tuần. Câu chuyện cuối tuần. Bà con và các bạn thân mến, lần đầu tiên tại Nam Lâm Đồng, một chuyến farm trip do Chi hội Du lịch Nam Lâm Đồng và các doanh nghiệp gồm khu du lịch rừng Madagui, Đôi Dép, khách sạn Memories tổ chức đã thu hút gần cả 100 đơn vị lữ hành đến từ các tỉnh Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, để lại nhiều tình cảm tốt đẹp về một điểm đến đa dạng và tiềm năng. Dưới đây là góc nhìn của đại diện Vietravel thông qua chuyến đi ý nghĩa này. Ông Võ Thanh Mỹ, giám đốc Vietravel Vũng Tàu, kiêm phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, vui mừng bộc bạch: Nam Lâm Đồng là vùng đất mà chúng tôi vẫn thường đi qua, nhưng cách nghĩ, cách cảm thụ có phần khác biệt. Nhất là trước khi có chuyến farm trip dài 4 ngày 3 đêm như gần đây tại Đạ Oai, Chi Linh, Bảo Lâm, Bảo Lộc. Có lẽ rằng là đám đông du lịch nội địa người ta thường nghĩ rằng là Bảo Lộc, Chi Linh, Đạ Oai chỉ là cái điểm mang cái tính là một trạm dừng để người ta đi lên ở trên Đà Lạt, chứ cũng ít người nghĩ nó là điểm đến. Nhưng mà qua cái chuyến khảo sát lần này thì thực sự ra là tôi rất là vui khi mà vùng Nam Lâm Đồng đã khởi động rất nhanh một số dự án khá là bài bản, đặc biệt là các cái dự án của tập đoàn Đôi Dép. Cho nên tôi hy vọng rằng là cái suy nghĩ từ trước đến bây giờ là Nam Lâm Đồng như là một cái trạm dừng đối với lại cái điểm đến Lâm Đồng, cái điều đó sẽ dần dần được thay đổi, thậm chí là thay đổi với cái tốc độ sẽ rất nhanh với cái việc vận động rất là nỗ lực của các cái doanh nghiệp của Nam Lâm Đồng trong cái việc hình thành các cái điểm check-in mới, các cái dự án mới rất là phù hợp với lại thiên nhiên Lâm Đồng. Thậm chí là những cái công trình mới mà chúng tôi khảo sát thì chúng tôi còn thấy rõ được cái màu sắc của cái việc mà những cái dự án bám chắc vào dựa trên cái bản sắc cơ bản của văn hóa vùng Lâm Đồng. Cá nhân ông Mỹ cùng gần cả 100 thành viên lữ hành đến từ vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long rất vui mừng chứng kiến nhiều sản phẩm đầu tư mới, trong đó có khu du lịch Chiburbla Waterfall tại Di Linh. Đặc biệt là cái ý thức về tôn trọng thiên nhiên, hòa hợp với thiên nhiên, phù hợp với thiên nhiên và tôn tạo thiên nhiên ở trong các cái dự án của mình. Tất cả những cái nét mạnh đó, chúng ta biết rằng là cái khuynh hướng du lịch toàn cầu là một cái khuynh hướng tiến về đến du lịch xanh. Chính phủ của chúng ta cũng đề cập rất mạnh cái chuyện này, phát động rất mạnh cái chuyện du lịch xanh, du lịch net zero, du lịch không rác thải, đặc biệt là không rác thải nhựa. Thì cái vùng Nam Lâm Đồng, các cái dự án mới, tôi nhìn thấy rất rõ cái thông điệp đó. Nếu mà du lịch xanh mà còn gắn kết và tôn trọng, gắn liền với lại cái văn hóa địa phương, thì chắc chắn rằng hai cái điểm đó chính là hai cái điểm mấu chốt mạnh, hai cái nét mạnh nhất của du lịch Nam Lâm Đồng. Và chính vì thế cho nên có đủ cơ sở, có đủ điều kiện để mà tôi kỳ vọng rằng là du lịch vùng Nam Lâm Đồng sẽ phát triển với một cái tính chất là lâu bền, là bền vững. Vậy việc kết nối giữa thị trường điểm đi và khu vực điểm đến, cụ thể ở đây là vùng Nam Lâm Đồng, sau chuyến farm trip này cần phải như thế nào? Ông Võ Thành Mỹ cho rằng cái điều quan trọng nhất là cái nền du lịch của điểm đến, sau khi chúng ta có những cái dự án mà phù hợp thì cái việc mà truyền thông, xúc tiến, quảng bá để tăng cái độ nhận biết của thị trường. Khi mà thị trường đạt được một cái độ nhận biết nào đó rồi thì tôi nghĩ rằng là một cách tất nhiên, một cái điều mà nó đã khả thi rồi thì nó có cái hấp lực của nó, thì các cái hãng lữ hành người ta sẽ đủ điều kiện và tạo cái hấp lực để cho người ta tìm kiếm các cái thông tin và người ta đưa cái điểm đến ấy vào trong cái sản phẩm của người ta. Đó là cái hướng thụ động thứ nhất. Có một cái hướng nữa không thụ động mà là một cái sự chủ động, đó là cái địa phương điểm đến ngoài cái việc tổ chức các cái chuyến farm trip rồi tăng cường truyền thông thì còn có cái việc là chủ động tăng cường cái sự tiếp cận với lại các cái đầu mối, trước hết là các cái đầu mối lữ hành, đặc biệt là những cái hãng lữ hành lớn, để mà làm cho các hãng lữ hành người ta hiểu rõ cái sản phẩm của mình, người ta có điều kiện để quảng bá với thị trường, quảng bá với khách hàng, thì nó sẽ hình thành cái mối liên kết. Trở lại với các sản phẩm hiện hữu tại Nam Lâm Đồng trong mạch chuyện kết nối mới với lữ hành nội địa, trước hết là mảng ẩm thực qua góc cảm nhận của ông Võ Thanh Mỹ. Thực ra cái vùng Nam Lâm Đồng thì đã từng nổi tiếng với lại cái chức năng chính là một cái trạm dừng. Riêng cái chuyện mà tổ chức ăn uống thì Nam Lâm Đồng có một cái nét rất mạnh,
đã từng chinh phục thị trường kinh doanh ăn uống của vùng Bảo Lộc, Di Linh, thậm chí là Đức Trọng nữa, đã từng chinh phục khách hàng trong cái chuyện là dừng lại, nghỉ ngơi, check-in nhẹ nhẹ, ngắn ngắn thời gian, đặc biệt là tiêu thụ cái dịch vụ ăn uống. Vì vậy cho nên hầu như có thể nói rằng là ẩm thực của vùng Nam Lâm Đồng nó đã đặc sắc. Các cái tay nghề từ dân chúng cho đến các cái quán xá rồi các cái tổ chức, các cái doanh nghiệp là đã đạt một cái mức độ mà hầu như không cần phải góp ý nhiều. Cái vấn đề của chúng ta là tăng cường thêm các cái sản phẩm, đặc biệt là các cái dự án tinh vi và phù hợp và khá là thông minh của tập đoàn Đôi Dép gần đây. Thì tôi cho đó là cái nét mạnh. Còn cái vấn đề ẩm thực thì Nam Lâm Đồng đã từng chiếm một cái đỉnh cao rồi, đã từng chinh phục khách hàng. Và hầu hết du lịch tự đi hay là du lịch lữ hành người ta đều chọn những cái điểm dừng chân ở. So với Đà Lạt, mảng đầu tư lưu trú và mua sắm vùng Nam Lâm Đồng còn hạn hữu. Nhưng bằng quan sát của mình, ông Võ Thanh Mỹ tin chắc rằng sẽ có những cải thiện tốt theo đà thời gian. Qua quan sát dịch vụ lưu trú hiện hữu ở Tripla Waterfall tại Di Linh, ông đánh giá. Tôi nghĩ rằng là không ai cấm chuyện là một cái resort hòa mình vào trong thiên nhiên, không có những cái mô hình như là những cái khách sạn. Có điều là chúng ta xây những cái khách sạn bằng bê tông với những cái vật liệu thân thiện và xây một cách tế nhị làm sao để cho cái hình ảnh của nó vẫn hài hòa được với lại cái cảnh sắc xung quanh. Thế còn cái mô hình mà ngủ bằng lều trại như thế này thì rất thích hợp cho những cái resort mang cái tính là thân thiện với lại thiên nhiên. Tôi cho rằng là có cả hai mô hình để phù hợp cho tất cả các cái nhu cầu, các cái phân khúc của khách hàng, có cả ngủ lều, có cả các cái khách sạn 3-4 năm sao, nhưng mà xây một cách tế nhị kín đáo phù hợp với những cái vật liệu và cái phối cảnh nó phù hợp với lại thiên nhiên là được, không ai cấm điều đó cả. Cái mối liên kết giữa địa phương điểm đến và các đầu mối cung cấp khách ở trên thị trường nó gồm hai động tác. Một động tác thụ động là xây dựng sản phẩm cho phù hợp, đủ hấp lực, tăng cường cái độ nhận biết đó thông qua truyền thông. Và cái động tác chủ động thứ hai nữa là chủ động liên kết làm việc với lại các cái hãng lữ hành để mà các hãng lữ hành người ta hiểu sản phẩm của mình. Từ đó người ta sẽ truyền cái hiểu đó đến cho khách hàng thì tự nhiên nó sẽ hình thành cái sản phẩm điểm đến. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trẻ hương. Trong anh như có một ngọn gió, và trong em lấp lánh một mặt trời. Nắng gió Lâm Đồng, nắng gió Lâm Đồng. Anh là mây của gió, sẽ bên em và bay thật cao. Chỉ em là hoa. Oh,